Cảm ơn bạn đã phản hồi. Đây là bạn này, bạn ấy đã nhịn ăn theo phương pháp của chú Trần Đăng Khoa ấy. 10 ngày thì giảm được 6kg này. Và đương nhiên là mụn thì giảm và bụng thì cũng giảm đáng kể. Không biết là bao nhiêu nhưng mà về cơ bản khi giảm cân chắc chắn là bụng sẽ giảm xuống. Thế thì phải quay ngược lại với tất cả quý vị các anh chị này nhá. Phương pháp nhịn ăn các anh chị gõ ở trên mạng ấy, của chú Trần Đăng Khoa, nhà thơ Trần Đăng Khoa ấy, gọi là thần đồng về thơ của Việt Nam ấy, từ thời Bác Hồ còn sống ấy, chú đã có những cái bài thơ đã gọi là gì nhỉ, dự đoán những cái rất là kỳ diệu. Thì chú ý gõ hoặc là chú ghi rất rõ, nên chị cứ gõ vào đấy phương pháp nhịn ăn của chú Trần Đăng Khoa, là nhà thơ Trần Đăng Khoa là sẽ ra. Thế thì mình sẽ phổ biến lại một lần nữa nhé, để các anh chị có thể để tự làm được. Buổi sáng trước hôm đầu tiên hôm nhịn ăn ấy, các anh chị cứ vệ sinh cá nhân xong uống cho mình 1 lít nước ấm, cho thêm 1 chút muối và 1 ít nước cốt chanh. Với tất cả các anh chị không may bị viêm dạ dày, viêm đại tràng, dùng tốt, không có vấn đề gì cả, thậm chí cực kỳ tốt, không an tâm tuyệt đối không bao giờ bị viêm sâu, được chưa? Đấy, thì đứng lên uống, bởi vì nước ấm đứng lên uống khoảng 3 hoặc nhiều lắm là 5 phút thôi. Nhiều người thì chưa làm đã bảo là không thể làm được, thực ra các anh chị làm đi dễ lắm, không khó, uống rất dễ uống. Uống xong thì thực ra thì vận động hoặc đi lại tí là nó mót đại tiện, nó đẩy ra, nó đẩy hết cặn bã ra. Thế còn để xay một ngày khoảng 1,5 cân đến 2 cân ớt, nhớ nhé, ớt ngọt đấy, và 1 lít nước cốt mía, xay vắt lấy nước cái ớt ra, mua cái vải xô ở ngoài siêu thị nó bán đầy, vắt ra thì nó được khoảng độ gần 2 lít nước ớt ấy, cộng với 1 lít nước mía. Thế thì cứ pha thôi, cứ một lọ hai kia, một mía hai nước ớt, pha với nhau, đến bữa người ta ăn cơm thì mình uống nước. Và nhớ nhá, nước mía có đầy đủ tất cả các tinh chất trong và không bao giờ làm mệt. Và cái lúc mà các anh chị đói chỉ là cái mồm của chị hoặc là cái lão của bộ của chị tham thôi, thực ra cơ thể nó đầy đủ hết. Và nước ớt ngọt hay ớt Đà Lạt ấy, là một cái loại rất là lành tính, rất nhiều vi chất. Ớt thì có thể lấy 3 loại, một là quả xanh, hai là quả lỏ, ba là quả vàng, có 3 loại đấy. Và mình nhớ là làm như thế thì đến ngày thứ 3, thứ 4 bụng dạ rất là nhẹ, sướng, cực kỳ sướng. Đi đại tiện thì khi uống nước đủ rồi đi đại tiện, nó thật luôn là nó đi đại tiện nó như đi đại, chảy hết ra, có thể đói cả bồn cầu, kệ, không có sợ gì cả. Người nó cực kỳ nhẹ nhõm, mặt mũi tự nhiên nó sáng sủa sủa. Có nhiều người tay chân là gì ạ, nó cứ thâm xì ra thì uống một thời gian ấy, nó hồng hào tay chân, mặt mũi nó sáng sủa ra và rất kỳ diệu. Nó giảm cân lành tính cực kỳ, hỗ trợ rất nhiều các cái chứng bệnh liên quan đến mãn tính. Chú Trần Đăng Khoa là một người bị tiểu đường, béo, phì đại tiền liệt tuyến, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, được chưa? Chú làm như vậy thì chú giảm được 10 mấy cân cơ. Đấy, mình nhớ là mình đọc lâu rồi. Và cái phương pháp này là cái phương pháp mình đã chắc lọc mấy thứ rồi. Ngày xưa cũng có đọc là uống nước đường không với chanh ấy, uống được đến ngày thứ 3 là người gọi là ngây hết cả mất, không làm gì nữa. Thế thì mình bỏ phương pháp đấy. Và một số phương pháp nữa mình đã áp dụng nhưng không thành công. Thì áp dụng cái phương pháp của chú Trần Đăng Khoa này cực kỳ tốt. Và với những anh chị mà áp dụng được ấy, thì 99.99% các anh chị mỗi 1 năm anh chị làm 1 hoặc 2 lần, nó sẽ trẻ hóa cực kỳ tốt. Tin tôi đi, các anh chị làm đi và anh chị sẽ thấy là mặt mũi các anh chị nó sáng sủa, nó sẽ trẻ được từ 5 đến 10 tuổi. Các anh chị phải tin điều đấy. Và phù hợp với rất nhiều lứa tuổi, đặc biệt là những người bị các bệnh mãn tính, béo phì, nhớ nhá. Và xin chào.